trí thì nó quyết định đến việc là cái dự án đấy sẽ ở phân khúc nào. Một cái yếu tố mà Hà đã nói trong luận điểm đầu tiên ấy, đấy là gì ạ? Khi mua nhà đô thị thì yếu tố thuận lợi và yếu tố công năng sử dụng lên đặt là yếu tố đầu tiên, đúng không ạ? Các yếu tố về thương hiệu, các yếu tố về chất lượng xây dựng thì các anh chị có thể mục sở thị cảm nhận được khi mà chúng ta về nhận nhà, bàn giao nhà. Nhưng yếu tố đầu tiên mà các anh chị chúng ta lựa chọn ở nhà đô thị đó phải là tiện lợi và công năng sử dụng. Chúng tôi rất cần những tràng vỗ tay của quý vị để cùng chúc mừng cho chị Quyên và chị Hằng đã đặt cọc thành công căn 2810 và căn 3206. Vâng, và anh có thể dở ra và công bố giúp em là chủ nhân may mắn đầu tiên. Đó chính là anh Phạm Đức Việt, mã căn là 2902. Vâng ạ, xin được chúc mừng cho chị Hoàng Thị Hà và xin được chúc mừng cho khách hàng Nguyễn Thị Tú Anh, mã căn là 2502.